Để Bình Dương ăn món này nè, cái này hấp cảo, phải hấp cảo không? Dạ, cảo chiên. Với củ hành, với cái gì nữa, đậu que, cá. À, để tiếp tục ăn. Ăn cho đời bất khổ à. À, cái này để Bình Dương không? Ăn cho đời bất khổ à. Yeah, ok. Mâm hello sai người đẹp lấy đồ ăn cả nhà ơi. Bên kia có cua nè, đó, người đẹp thấy nè, người đẹp Bình Dương nè, đó, người đẹp nói bữa nay đói bụng quá, vẫn đi ăn đó. Nè, hello, lấy cái gì rồi, lấy miếng dĩa ta, yeah, hai dĩa rồi, à, mà cái nhà nghiêu đi, yeah. Nghiêu to nè, luộc nè, cua. Cua nó chặt ra làm hai cái nhà ơi. À, cua ngon không? Chặt không nè, chặt không. Cá nè. Chim chép nè, chim chép nó sốt chua nè, chua cá lên mặt nè cả nhà. Nè, người đẹp qua đây lấy tôm luộc nữa nè. Ha, đó. Luộc đỏ luôn, luộc đỏ ngầu luôn nè, chim chép nè, con này hàu sữa sống nè, à, hàu sữa nha, ăn dắt chanh vô. Đây người đẹp lấy xà lách nè, đây mấy cái dừa leo, trứng, đầu la ghim. Cheese, salad, mấy cái nước sốt nè cả nhà, nước sốt mình ăn nghêu, ăn cái gì đó, tẩy ớt. Ở trong đây nó có chi nè, hoành thánh chi, tôm năng cổ chiên, khoai lang tây, nhớ gần. Cá giò, yeah. Oh, đây là tôm lăn bột chiên, yeah. Nước xiên que, gà xiên que đấy, cánh gà chiên, đây cá, cá sốt nè. Con mà nó xót rồi nó ốp với thịt heo vậy, xót vô nè. Mấy này tôm hùm lăn bột nè. Đậu xào, thịt xào, đậu que, sườn nước, barbecue, cá, xót, chua ngọt. Vì sao? Hai thịt sốt xíu này, bò nè, bò đúc lò nè, cắt nha nè, đây là hạt bồ tát nè, wasabi nè, ăn với sushi nè, đây gừng nè, chua nè, ngọt ngọt, đây là cá sống nè, đó, cá hồi sống nè, rồi cá này, cá gì mình quên rồi. Oh, sushi. Những hàng sushi cả nhà ơi, sushi đầy hết nha. Ngon. Hát sĩ có. Rồi vậy.
xì đầy hết luôn. Con hết sĩ con bà bảy. Cá sushi ngon quá. Đây là hàng kia, trái cây tráng miệng là chuối nè, dưa hấu, thơm, nho, cam, xoài, dưa gan trắng, dưa gan vàng, rồi trái này lê nè, là bánh ngọt nè, bánh bông lan, bánh kem đồ đủ thứ. Ai thích gì mở tủ lạnh ra em. Thích gì ha, bánh gì cũng có hết nha. Mời cả nhà nhập tiệc nha. Đó, mình thấy nè, nghêu nhỏ, chim chép xào tỏi, nghêu lớn và cua. Nha, thấy không, cua nó chặt ra làm hai nè. Đó, cua đá chặt ra làm hai. Người đẹp Bình Dương nè, đó, tôm luộc nè. Xe 2 rồi mình lấy chim chép sốt chua cay trên mặt nè. Dĩa này là tôm hùm đất. Yay, mời cái nhà ăn nha. Đó, người đẹp Lâm Lâm Li Bi Đất nè. Bữa nay đèn xanh xanh đỏ đỏ. Khách sĩ có bà bảy. Giờ này khách nó đang vô cả nhà, nó đang vô la ra nè. Ở bên kia nó trong cái kia khách đông lắm. Cả nhà nha, đó dĩa tôm mình đó. Ăn kem chết cái nhờ. Chấm muối tiêu chanh. Nhiều luộc. Muối tiêu chanh. Ngon. Nguyên nhỏ, xào hành, xót hành nữa cả nhà. Thơm gạch không? Tâm luộc. Tâm sú luộc. Cắt không?
sọc tỏi. Chép xoát chua cay. Món tráng miệng nè, bánh lăng nè, kem nè, bánh kem nè, dắt miếng chanh vô nè. Đó, cá sống cả nhà, xanh là sống nè, cá chua là sống nè, và miếng sushi, cơm cuộn nè, sushi nè, này chấm với bột bạc và wasabi, nước tương, cay nồng mũi, còn miếng gừng. Cá sống nè, béo béo ngọt luôn nè. Đây ba ba căn nhà có một cái nghĩ gì đó, ai hiểu thì tôi có tâm tâm nhé.